Rồi rồi, hai vợ chồng bất ổn. 7 giờ đêm là hai vợ chồng là đi xuống cốc. Chị Linh có cầm máy quay không? Quá bất ngờ. Quay quá trời, đi bỏ nó. Đấy, ngay lúc này hai vợ chồng đã xuống cốc. Ngay lúc này nữa. Ờ, ngay lúc này. Ngay lúc này luôn. Không chịu nó quay tôi. Ngay lúc này luôn. Ngay luôn, trời này. Ba. Vẫn còn dành một phần cuối cùng. Nó méo. Hôm nay là anh Thìn hôm nay là đi xuống cốc buổi tối luôn mọi người ơi. Quá đặc biệt. Quá đặc biệt. Anh Hoàng Sáu TV. Đó. Hôm nay anh Thìn cũng đi xuống dưới cốc mọi người ơi. Ôi, anh Thìn mặc cái áo này đi ban đêm này đẹp lắm này. Đó. Tối tối không tối. Hết hả? Tối tối người tối anh cứ quay làm sao người ta nghe giọng nói của anh là được à? Đúng rồi, tối nghe nói giọng nói là được rồi. Đó, mọi người thấy không, anh Thìn đi xuống thăm cốc của thầy vào buổi tối, không biết là hôm nay có điều gì lạ không mà hôm nay trời rất sáng trăng mọi người nhá. Đó, đó. Hôm nay 16 là trăng tròn. Đó, anh Thìn là đi xuống cốc hôm nay, ở đây là chỉ còn có vài người thôi với anh em thôi mà anh Thìn là vẫn đi xuống thăm cốc. Đây, đi xuống dưới đó xem còn đèn cầy tắt chưa. YouTube là Út Thìn Shop đúng không anh Thìn? Út Thìn Shop, Út Thìn TV. Út Thìn hai kênh luôn. Một kênh là bán hàng. Giờ mình không chơi tốt tốt nữa, mình chuyển qua YouTube. Rồi đây. Đó, anh Thìn xuống thăm cốc vào buổi tối mọi người ơi. Quá đặc biệt mọi người nhá. Gọn gàng đấy. Đó, sạch sẽ mà. Còn mấy cái đèn cờ chắc tí cũng phải tắt đi anh Thìn ạ. Chứ để đấy em đêm em sợ gió ấy. Có mấy cái gạch đây rồi chắc không sao đâu. Em sợ đổ lan ra mấy cái tấm thảm này anh ơi. Đó. Mà đấy tùy anh không biết như thế nào. Em sợ nó lan ra tấm thảm không? Chuột mà nó làm đổ phát nó lan ra tấm thảm ấy. Đó, ở đây anh Thìn. Đó. Hôm nay rất là lạ là anh Thìn đi kiểm tra tình hình dưới cốc mọi người ơi. Để vậy ít vậy nó cũng sạch sẽ anh ạ. Không. Thảm này cũng êm đấy nhỉ. Đi vào. Ủa anh chưa xuống đây nào á? Xuống nhưng mà mình không có đi vô trong đấy. À. Nay đi thì em chiên hết mình. Hôm nay anh Thìn là đi xuống đây là quay cho mọi người xem là tình hình buổi tối luôn ấy. Này ngồi thiền này quá êm luôn ấy. Chắc anh Thìn chắc phải xuống đây tập ngồi thiền quá nhỉ? Chưa, mình chưa ngồi chết già được. À, chưa ngồi được á? Ủa nhưng mà anh Thìn hôm bữa mà đi anh đi vào gặp thầy rồi thầy có dạy anh cái gì không anh Thìn? Thầy dạy về ăn chay giữ giới này. À ăn chay giữ giới. Ủa em thấy anh có cái gì mà giữ giới tỳ kheo 250 giới á, cái đấy là cái gì anh? Cái đó giữ cho tỳ kheo mà mình đã tỳ kheo đâu. À nhưng mà cái quyển sách đấy em thấy nhiều người hỏi là ở ngoài nó có bán không anh Thìn? Mình không rõ nữa, nhưng mà chắc có chứ, nó in ra thì chắc có chứ. À là thầy cho anh quyển sách đấy hả? Ừ. Rồi. Hôm đó là anh Thìn đi chân không, chân đức giống chân trần giống như thầy luôn đúng không anh Thìn? Anh Thìn. Đâu có, mình đi ghép chứ. À đi ghép có mà. À có một hôm là đi trên dốc. Đây bóng đèn cả sáng à, cũng hợp lý ha. Đó là chỗ này nó sáng được một đoạn. Ừ. Đó là nên là bây giờ quay anh Thìn là mới thấy rõ này. Đó hôm nay là mọi người thấy rằng là anh Thìn đi xuống đây để thăm cốc vào buổi tối. Anh Thìn là đang tập quay, anh Thìn còn bảo là ủa thế lật ngược ở chỗ nào? Anh Thìn đang quay phim, anh Thìn bảo là ủa thế quay ngược lại chỗ nào? Chúng tôi anh Thìn là vẫn phải học thêm. Có luôn mà. Cái đèn này nó nghe cái mũi tên. Cái đây quay chỉ thấy được mấy cái bóng đèn ha. À quay mấy cái bóng đèn đó. Chào mọi người ở đây được rồi ha. Rồi ok. Đó anh Thìn là anh mới tập quay là anh bảo là anh quay như thế được rồi. Đó rồi. Bây giờ anh Thìn đi là em quay anh Thìn là thấy được rồi. Anh Thìn là đi thăm cốc vào buổi tối, cứ mỗi buổi tối anh xuống đây anh quay là thấy được rồi. Bà con lại có cái để thăm ấy chứ. Video thôi. Dạ anh Thìn. Đợt trước em thấy bảo là đợt trước ở đây có cái giếng anh Thìn. Có cái giếng thầy đào á, nhưng mà sau nó không có cái miệng giếng á. À. Rồi run rồi con vật nó chết cái chỗ đó là mình lấp lại. À. Thầy đào thì thầy lấy nước thầy tắm. À, là trước thầy đào đây luôn ạ. Tắm giặt nhưng mà rồi côn trùng nó xuống nó chết nhiều á. À. Thế là đó. Mình lấp lại. Để cho mọi người cũng rồi sau thầy ở lúc thầy
côn trùng nó chết quá thì mình ấy, mình lấy cái nước ở trên nhà mình đặt cái phi á. À. Không có ấy nữa. Dạ và nó là sau sau này là lấp cái giếng cái đại này. Lấp lại chỗ đó nó còn trũng. Dạ. Vậy là chừng nào mình mới có những cái mặt hàng để ở đây để cho khách, cho khán giả mấy cô chú Phật tử xuống đây xong mình lên có để mà tiện mua luôn anh Thành. Cái đó chắc khi nào bà ngoại con bé lên á. Khi nào bà ngoại lên cám bây giờ nó đổ cám mốc ra nó mốc lên nè. Trời. Anh ra để sợ té chứ. Ui mọi người ơi. Anh Thìn ra. Anh Thìn cho cá. Trời ơi. Anh Thìn cho cá ăn vào lúc 7 giờ đêm. Đó mọi người thấy chưa? Để đấy tí cá to nó về nó ăn nhiều lắm á. Hồi chiều này có một con có to. Dạ có một con làm như nó chết á. Tại vì nó đứng nước cái anh râu lấy cái miếng lá này chọi xuống cái nó chìm xuống. À vậy. Chết không mơi gì nhiều nó cá. Nổi. Đúng rồi. Nhiều cá rồi nó cá mới rồi nó chết. Đúng rồi đấy. Cá cũ nó chết thôi. Ý là cá mới nó không hợp với nước anh nhỉ? Nó lạ nước. Rồi. Lạ nước nên là không có ấy được các mọi người ạ. Không có quen nước. Đó, bữa hôm kia là người ta phóng xanh cá kê. Mấy kênh lớn thì dặn người ta đừng có thả cá, thả đồ, thả cua, thả ốc xuống nữa. Dạ. Bởi vì khi mà cái cá mùa mưa là nước nó lớn, nhưng mà tới mùa khô nước nó cạn ấy. Vâng. Nó thiếu oxy rồi nó thiếu nước rồi. Với lại mấy con cá mà nó ở nơi khác đến đây nó thả nên nó không có quen với nước. Nó không có quen nguồn nước ở đây là nó sẽ chết, còn mấy cái con cá mà nó sống ở đây rồi thì nó sẽ không sao. Đó, mấy cái con chết đây là đa số toàn ở đâu họ đem đến họ thả mà. Có thả con gì để nói thì có đồng ý hay không người thả. Yeah. Tự ý mang xuống người thả. Yeah. Cá thả đèn người thả đủ thứ hết. Yeah. À, đó thì mọi người cũng để là anh Thìn cũng có lời nhắc nhở bà con mọi người. Bởi vì mấy hôm trước thấy cũng cá chết ấy thì chắc cũng kiểu là nhiều người họ đem đến đây họ thả này, phóng sinh ấy. Cá lạ là nó chết thối lắm, ô nhiễm. Dạ. Rồi ok, rồi ok. Rồi, vậy là cũng may mắn quá này, đang bảo là xuống đây quay mà có anh Thìn đi xuống này hỗ trợ là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi mọi người ạ. Anh Thìn nay đi xuống là đúng ý em rồi. Đang bảo không biết là giờ đang đây giờ đi quay cái gì đây. Tự nhiên. Anh Sáu anh cứ đi đi nói cái gì. Mình ờ cái anh thì là cái con đường này mà có cái hoa gì á, làm cái con đường từ trên kia xuống em nói với anh quá đẹp luôn đấy, rải hoa đúng không? Ừ giống như thiên đường ấy. À bà con đi khó lắm anh. Đó, anh Thìn cũng là quay về, mọi người thấy là 7 giờ đêm mà mọi người nhá, anh Thìn với chị cũng xuống đây. Anh Thìn là mai chắc cũng phải xuống quay vài video chứ nhỉ? Đang lên YouTube rồi thì mỗi ngày phải có 1-2 video chứ. Xuống đây quay vài video. Quay video kỳ duyên. Cô chú chưa về hả? Ôi cô chú chưa về. Đợi con á. À. Đợi Nhi hả? Dạ đợi em đi ra cái phường á. Đợi đi lên hả? Dạ anh Thìn lên. Rồi. Trời đã tối rồi. Mà vẫn bắt gặp anh Thìn nha mọi người ơi. Đó. Mọi thấy chưa? Anh Thìn thì cũng đang xuống thăm cốc mọi người ạ. Mình thấy chưa? Quá tuyệt vời luôn. Thôi à. Thôi bánh đi con có sữa rồi nhưng mà con lại đi cần đi đem lên cho bé uống. Hai cô chú đi vậy. Con nó có lao cô nói mà cô còn nói là cô đi đi ngoài là 3 ngày cùng mẹ đi thì mẹ đi thôi chứ nhưng mà được vào đây đó là mẹ đi thì mẹ giữ gìn sức khỏe mình vào đây rồi là cô điện nhưng mà cô không biết được cô ra hàng gia nghỉ cho cô điện có sao cô điện và mua chanh thì liên hệ với Zalo, Viber, tâm cũng điện bon ở trên chứ không lo lắng đi ra ngoài mà còn không có chỗ ngủ lên nhà con ngủ được à, mọi hôm có thầy công an ở làm khói bây giờ con cũng không sao đâu chứ thế là có suy nó có tính cái giống cố theo dõi mà dạ. Cho nên nhiều người họ tại làm cái chỗ ông ba cũng thích dạ. Khi tôi ông ba đã lớn rồi
mình chỉnh, mình tốn cực là mình chỉnh lòng mình thôi. Thương ngồi ghế cho đỡ mỏi. Đỡ mỏi thì có chứ. Cũng do cô theo dõi từng cái đèn ấy mà chúng là cái gì không có gì hết á. Còn bữa nay đi làm từ thiện rồi, à, cái này xoay lại thế nào? Con cùng lo đó, có cái... Đây này. Thế này thì không, cái này nó không có, bởi vì tắt cái này mới xoay lại được. À, tắt mới xoay lại được. Là quay phim nhưng máy này nó không có chế độ để lật ngược lại. Vậy là chưa làm YouTube được. Đó. Trời, có cái điện... Đó. Cũng như quay vào đây nó ngược sáng, quay không được. Đúng không? Quay ngược sáng tối quá. Này, nó tối. Quay phải ra đây này, từ đây quay ra này, nó mới bắt đầu nó mới sáng. Sao máy của bằng 6 sáng vậy? S24 Ultra mà. Ồ. Nó phải sáng chứ. Ồ, sáng như ban ngày luôn ha. Nó sáng, nó nét. Sáng hơn. Rồi lúc mà xuất ra nó nét gì không? Nét chứ, như vậy chứ. Nét như vậy luôn. Ừ. Thì quay như nào nó nét. iPhone này xuất ra nó mất. Nó mất chất lượng. iPhone thì không thể nào bằng cái này được. Đây quay đi vô trong này tối mà nó vẫn còn sáng. Ừ, đúng rồi. Cái này tôi thui nè, đâu thấy gì đâu. Cũng là viên sứ tôm gia trà. Là đây, ảnh đi. Dạ trà. Ông anh Hoàng Sáu cầm dùm đi chứ, hai máy hoạt động đi chứ. Đó. Kêu hỗ trợ Thìn mà cầm có mình máy của Hoàng Sáu không à. Nhưng mà hôm nay sao thấy lạ lạ là anh Thìn ấy xuống đây muộn thế? Ồ, đây còn lạ hơn nữa kìa. Đây rồi. Hôm nay có rất là nhiều, hôm nay có rất là nhiều điều bất ổn. Bữa nay chị Linh có cầm máy không? Rồi rồi, hai vợ chồng bất ổn. 7 giờ đêm là hai vợ chồng là đi xuống cốc. Chị Linh có cầm máy quay không? Quá bất ngờ. Nó quay quá trời, đi bỏ nó. Đấy, ngay lúc này hai vợ chồng đã xuống cốc. Ngay lúc này nữa. Ờ, ngay lúc này. Ngay lúc này luôn. Ngay lúc này luôn. Ngay luôn. Trời này. Ba. Vẫn còn dành một phần cuối cùng. Nó méo. Tôi chở nó đi xe xuống cho nó nhanh, nó không chịu. Nó méo. Tôi cõng nó cũng không chịu. Nó đòi ẵm. Vậy là ẵm mới chịu. Nó méo là xong. Nó ngọt ghê luôn á. Nó không đây nè, con cầm cho cháu con. Và đi ấy hả? Dạ được rồi. Ba con bị nhỏ đấy, thịt rồi. Con tại nó là bà nội để đem cho bà nhỏ của cô thịt. Cô với chú đi con cái nó cho đi không hay là trốn đi? Không, cho đi. Cho đi. À, cháu thấy nhiều người trốn đi á. Cô cho đi mà. Cô là cô đi vô sư. Mà mẹ đi cẩn thận á. Được, đi ra còn tì, đi ra còn tì đậu thay mà cái gì đi 3 ngày mà cái như nó còn cài vào một hồi đấy. Buổi tối quay nó hơi nhòe nhòe mọi người, nó không được sáng mọi người. Đẹp mà, nét mà. Có máy của anh Thìn nó mờ quá nè. Không thấy rõ mặt nè. Cho máy anh Thìn hư đâu. Mờ cũng được cho nó cứ... Đó, như vậy sáng này. Như vậy có vẻ là rất sáng. Ừ, sáng rồi đó, thấy rồi đó. Máy này cũng được hưởng sấy nè. Cảm ơn Ngọc Nhi hả? Dạ. Ui, sáng hơn nữa. Tuyệt vời. Vậy là sáng hết cả khu này luôn. Ồ, đẹp ha. Đó, là mọi người thấy rằng là hôm nay là có một điều rất đặc biệt là anh Thìn cùng với chị Linh này cùng với cháu lại xuống đây vào lúc ngay lúc này 6:30 7 giờ tối. Đó. Hôm nay có cái điều gì đặc biệt mà anh Thìn xuống đây xuống cốc buổi tối anh Thìn? Hôm nay quay YouTube. À, hôm nay quay YouTube. Anh Thìn hôm nay là dẫn thân vào showbiz à? À, cái tập quay YouTube rồi. Giờ bán hàng tóc mỡ khó quá vậy. YouTube. Hôm nay ai cũng khen anh Thìn mặc cái áo đẹp. Dạ. Thế mai ông bán hàng trên TikTok á. Là cũng dẫn thân vào bán hàng rồi. Mật ong với dạ bán đủ thứ, cà phê, mật ong, tiêu điều, mắc ca, mật ong. Sao không lấy về nhà bán á? Mọi người vào đây, mọi người ghé nhà, mọi người mua. Để lâu hoài, bà lên bà bán. Hai vợ chồng đi hết rồi, lâu hoài lên coi con bé, lâu hoài bán. Phải làm một cái tủ rồi chân ra. Tủ rồi đó. Để ít hơn bà chân nhiều lên. Lên trong con bé, có thời gian bà có bán người ta. Chân lên ở đây bán thì chứ còn nhiều hơn đó, mình dễ, nó khỏi phải ship. Đoàn toàn đoàn. Đúng rồi, bán ở đây thì mình đỡ phải đóng hàng. Bà con đến đây đi qua là mua ủng hộ luôn. Bán nhiều lắm á. Ừ, bán nhiều chứ. Đúng rồi. Mọi người mua trực tiếp không à? Giữ con này rồi bà bán. Lần nào mà mấy cô lên đây là cũng vô để kiếm mua hàng không à? Chỉ ra ngoài shop không biết đường.
Đúng rồi. Với ga ngoài đó xa có mọi người không ra đâu. Mọi nói chung là nên nên để mà cái tủ ở nhà có đầy đủ các loại thì họ sẽ ủng hộ. Có cô mua tủ cho rồi đó mà. Có ở nhà bán được đâu. Vậy thì ít là phải có người ở nhà để bán cái đồ đấy chứ. Chứ đâu ai ở nhà đâu. Ở nhà neo người mà. Đó, ngồi có rảnh không? Bữa nào thuê làm sầu riêng luôn đi. Làm gì? Làm vườn được á. Vườn sầu riêng á. Anh hay làm vườn luôn. Làm vườn được. Làm vườn được á. Em đâu có biết làm vườn đâu mà kêu em làm. Tập làm là biết làm hết. Ủa vậy là ta trả lương tháng sao anh Thành? Làm đi đấy chứ. Thử việc chứ. Không được đâu chứ làm có tình lương. Đi đâu cũng phải thử việc 2 tháng rồi chứ. Vậy là hôm nay cô chú thực ra rất là may mắn nhá. Bởi vì con thấy ở đây là chưa bao giờ anh Thìn mà xuống đây giờ này đâu. Dạ. Hôm nay là anh Thìn lại xuống đây để gọi là cũng ngồi để chia sẻ với cô chú, và cô chú lại hôm nay cũng đi đến đây là cũng là cái duyên. Đó, để nên là xuống một đợt nữa là xuống là nó đang giòn dẹt này. Là cô cũng thấy. Ở đây là đi 2 lần rồi á. Cô xem viên xem viên mạng. Vậy là hai cô ra đây rồi thì mình vào thăm cóc thầy rồi thì tối nay dự tính ở đâu rồi mai mình sẽ như thế nào? Mình có tính là thăm ông ba đó. À dạ. Tối nay cô tính ra Bình Đào. Ra Bình Đào. Ừ. Cô Thiên thì nói lên cái gia của Thiên Nghị cũng được. Dạ. Dạ. Lên đó. Đã chiếu ngủ thôi, nhà con như vậy đó. Chủ đó, nào đám đô đó, trắng mên nó đến là gặp món ngủ này đó. Là cô chú là đem theo chăn mền trên xe luôn đấy. Nếu đi phượt kìa. À. Thầy nó ngồi mới đỡ được. Còn đi bị mưa rồi, con đi đó. Cái đợt mà, thầy ở ngoài đó bị sạc đi mà mưa, nó cảnh tội nặng ngủ lại, thầy ở ngoài đó luôn. Ở ngoài cái hàng bóng mát ngoài đây á. Không, ở ngoài Huế, ở ngoài. Cái lúc mà còn ngoài Nghĩa Trang đúng không? Còn ở ngoài ngoài khu bìa rừng ấy. Đi theo ba ngày mà tôi còn thì bao mà. Dạ. Nó ngã ba nghĩ là có gì để nó bắt đầu thay khi thay giờ tạng là bao cái cho mình nghĩ đó không thôi con đưa thay đi nữa nói con đưa thay đi nữa thay định là đã nặng là nặng là mình lôi. Dạ. Nhưng mà nó đã về tọa rồi thôi một cái như mình về. Nghe chú nha. Nghe anh. Này tới nay cô chú nghĩ là ngủ tới đi. Dạ, ngủ ở đâu cũng được. Dạ, ngủ có chưa, rồi rồi. Dạ, rồi con. Em với con em chạy. Dạ, ai chứ hả? Dạ. Rồi rồi rồi. Được nhiều chưa? Dạ. Nhiều giây phút chưa? Được rồi, đủ rồi. Đủ rồi đó. Đủ giây phút rồi. Đó. Mười mấy phút để con đi 15 phút xíu. À, rồi, dạ alo. Chỉ là dừng rồi hả? Không, vẫn đang quay đó. Không, anh quay video mới đi. Quay video mới đi. Anh quay video mới đi. Bấm tắt đi. Kết thúc cái video đi. Cái đây thấy nó không không đây rồi mà. Ừ thì đấy tắt rồi đấy. Nãy chưa chào gì hết mà. Thôi được rồi khỏi cần. Được rồi. Dạ, đã bây giờ đi xuống dưới cốc đi ghép vô. Ghép hả? Ừ, tí nữa ghép vô. Cúp cúp hả? Ừ, dễ mà. Đó, giờ đi anh Thìn đi xuống cốc để kiểm tra tình hình ở dưới đó mà. Yep. Để hai bài làm xíu rồi cốc đấy chứ. Đấy. Rồi đi. Rồi hôm nay rất là đặc biệt mọi người ơi. Ngay lúc này. Rồi. Đó, anh Thìn hôm nay là đi xuống cốc buổi tối luôn mọi người ơi. Anh bảo không biết là giờ đang đây giờ đi quay cái gì đây. Tự nhiên. Mình cái anh thì là cái con đường này mà có cái hoa gì á, làm cái con đường từ trên kia xuống em nói với anh quá đẹp luôn đấy. Rải hoa đúng không? Ừ. Giống như thiên đường ấy. À. Bà con đi khó đúng không anh? Anh Thìn cũng là quay về. Mọi người thấy là 7 giờ đêm mà mọi người nhá. Anh Thìn với chị cũng xuống đây. Anh Thìn là mai chắc cũng phải xuống quay vài video chứ nhỉ? Đang lên YouTube rồi thì mỗi ngày phải có 2 video chứ. Xuống đây quay vài video. Quay video thì duyên. Cô chú chưa về hả? Ôi cô chú chưa về. Đợi con á. À. Đợi gì hả? Dạ đợi em đi ra cho chú. Đã đi lên hả? Dạ anh Thìn lên. Rồi. Chúc cô chú sức khỏe nha. Ba ôm nè. 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 Ba
Rồi, bye bye anh Thìn. Bye bye mọi người nhé. Bye bye anh Thìn. Bye bye bà chủ Linh. Bye bye. Rồi. Đó. Anh chị đi về. Rồi là hai cô chú đi về. Rồi có em này cũng đi về luôn. Đó, rồi là chắc là chào tất cả mọi người. Đó, đây anh chị.